Thưa quý vị, vào lúc 7 giờ 35 phút sáng nay, hơn 990.000 thí sinh cả nước bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Do các thí sinh tham gia kỳ thi năm nay đã trải qua 2 năm học chịu tác động của dịch bệnh COVID-19 và để đảm bảo phù hợp với tình hình năm học, đề thi năm nay được xây dựng phù hợp với lứa học sinh này. Cụ thể nội dung đề thi nằm trong chương trình trung học phổ thông chủ yếu là lớp 12. Nội dung kiến thức được giảm tải do tác động của Covid-19 năm học 2019-2020 và 2020-2021 không được đưa vào đề thi tham khảo năm nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các hội đồng thi nắm bắt tình hình cụ thể của từng thí sinh và trong trường hợp cần thiết phải báo cáo kịp thời cho ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 để có phương án xử lý phù hợp vừa đúng quy chế vừa đảm bảo quyền lợi của thí sinh